trước nhiên bảo thì nhà ngáp nó bị đổ, nó đổ thì mẹ con bé cố sáng xuống có làm ở nhà đi. Đó là ký ức của bà Hán Thị X về những ngày cơn bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc đất nước ta. Căn nhà mà bà và con trai sinh sống trước đó đã bị cơn bão cuốn đi. Biết được hoàn cảnh khó khăn của bà X, báo Quân đội Nhân dân cùng Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Public Việt Nam trao gửi đến bà kinh phí hỗ trợ xây dựng. Trong căn nhà đang dần hoàn thiện, bà X không khỏi xúc động. Cảm ơn các đoàn thể nhà nước, chính sách giúp bà làm căn nhà tạm, xóa nhà tạm cho mẹ con bà được bình yên. Sau khi trao quà tại nhà bà X, đoàn công tác tiếp tục di chuyển đến Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, đoàn tiếp tục trao một phần quà 50 triệu đồng hỗ trợ sửa nhà cho gia đình bà Lê Thị Hồng, xã Thanh Uyên, một suất học bổng 15 triệu cho em học sinh Đỗ Phương Thảo, lớp 7C, trường Trung học cơ sở Hiền Quan, 35 xe đạp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong buổi trao tặng, Đại tá Ngô Anh Thu, Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân chia sẻ cùng những khó khăn của bà con trên địa bàn với những thiệt hại mà cơn bão Yagi gây ra, động viên bà con nhanh chóng xây sửa hoàn thiện căn nhà để sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí hy vọng và tin tưởng vào tương lai của các em sẽ là những công dân tốt, có ích cho quê hương đất nước. Các cháu đã cố gắng vượt khó rồi, thì ngày hôm nay nhận được những món quà là những chiếc xe đạp thì có lẽ sẽ giúp cho các cháu, các em có thêm nhiều động lực để phấn đấu học tập tốt hơn, sau này trở thành những người công dân không chỉ có ích mà còn là những công dân thật sự là giỏi. Đại diện chính quyền địa phương, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch huyện Tam Nông bày tỏ niềm cảm kích đối với sự quan tâm của báo Quân đội Nhân dân và Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Public Việt Nam. Rất là cảm động cái tấm lòng của các đồng chí dành cho bà con nhân dân của huyện Tam Nông nói chung và các cháu học sinh. Thì chúng tôi thấy rằng những món quà này thực sự là rất to lớn ở giá trị, to lớn ở ý nghĩa, to lớn ở tình thương yêu, đùm bọc, tình cảm của các đồng chí. Trong suốt buổi trao quà, không chỉ bà con, thầy cô và các em học sinh cảm thấy xúc động, mà ngay cả các cán bộ, phóng viên, nhân viên trong đoàn công tác cũng cảm nhận được những giá trị nhân văn sâu sắc mà chương trình đem lại. Mỗi phần quà chất chứa tình cảm, trách nhiệm và sự đồng hành của đơn vị với các hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trên địa bàn huyện Tam Nông. Sự chia sẻ ấy không chỉ dừng lại ở vật chất mà đã truyền đi thông điệp về tinh thần đùm bọc, tương thân tương ái trong cộng đồng. Tôi mong muốn lan tỏa cái tình yêu thương, tính cộng đồng và cái sự chia sẻ của trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như của toàn xã hội đối với những hoàn cảnh khó khăn, và rất mong muốn là các em học sinh sẽ tiếp tục nỗ lực học tập tốt hơn nữa. Em cảm thấy rất là vui và cảm động trước tấm lòng và sự quan tâm của mọi người dành cho những một số trường hợp như chúng em ạ. Mặc dù bị thiệt thòi nhưng cảm nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người thì em cũng cảm thấy rất là vui và sẽ cố gắng quyết tâm hơn nữa để đạt được những thành tựu lớn giúp đỡ cho đất nước. Chương trình trao quà tình nghĩa của báo Quân đội Nhân dân phối hợp cùng Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Public Việt Nam tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã để lại những ấn tượng về tình người, về sự sẻ chia. Đây là một hành động thiết thực, ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, tạo động lực cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.